Thưa quý vị và các bạn thân mến, tai nạn thương tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc trẻ em bị tử vong cũng như để lại những cái di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Mặc dù nhiều biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ vẫn đã và đang được thực hiện, nhưng tình hình mà trẻ em nhập viện vì tai nạn thương tích vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Phần lớn những trường hợp tai nạn thương tích ở trẻ em xảy ra là bắt nguồn từ sự bất cẩn của người lớn. Bởi vậy, việc hạn chế tối đa tai nạn thương tích cho trẻ trước hết cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ phía các quý vị phụ huynh. Và thưa quý vị, một câu chuyện mới đây mà chúng tôi nhận được từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba tại thành phố Hà Nội cho biết đã vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhi vào nhập viện trong tình trạng bị chảy máu niêm mạc do bị ống hút kim loại đâm trúng. Và đáng nói thì đây không phải là một cái trường hợp hy hữu. Trước đó thì bệnh viện thường xuyên phải tiếp nhận các ca trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là trong dịp hè như thế này. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với ghi nhận của VTC9. Bệnh nhi 3 tuổi này phải nằm điều trị nội trú tại khoa phẫu thuật hàm mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba do bị ống hút nước bằng sắt chọc rách vòm họng. Gia đình cho biết thường xuyên để ý không để trẻ tiếp xúc với các vật dụng sắc nhọn, nhưng chỉ một phút bất cẩn đã dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Tại bệnh viện, bệnh nhi được chẩn đoán rách vòm miệng cứng, ngay sau đó được xử trí cầm máu, tiến hành gây mê để khâu vết thương phần mềm. Trẻ con không cầm đồ cứng rồi, nhưng mà ôm ý là do gia đình chủ quan sơ suất cho nên là không để cháu bị như thế. Cháu đang uống nước trong bình giữ nhiệt, ống hút sắt thì cháu đang đi vấp ngã, ống hút cắm vào vòm họng trên. Đến lúc đấy thì em chỉ thấy cháu chảy máu trong mồm thôi, thì em cho vào viện luôn. Hiện nay, các ống hút kim loại được giao bán nhiều trên mạng xã hội nhằm mục đích bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, vật dụng này rất nguy hiểm, có thể gây chấn thương cho trẻ. So với các vật liệu khác thì những vật liệu mà bằng sắt, bằng những cái gỗ sắc nhọn thì khi bị, nó sẽ bị những cái thương tích nặng nề hơn những vật liệu mềm. Đấy. Và các bậc phụ huynh cũng phải hết sức là chú trọng khi mà các bạn ấy dùng những vật liệu đấy. Khoa phẫu thuật hàm mặt thường xuyên tiếp nhận các trường hợp bệnh nhi phải vào điều trị do bị tai nạn thương tích, dẫn tới chấn thương hàm mặt. Trường hợp nhẹ có thể rách niêm mạc má, niêm mạc vòm họng hoặc lưỡi, nặng hơn là rách niêm mạc vòm mềm, chọc xuyên thấu qua má. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn tới hệ quả nghiêm trọng. Các bạn ấy thường là từ 2 cho đến 4 tuổi, các cháu chơi nhiều những cái ngậm đũa khi mà ăn, rồi không may bị ngã, rồi là bị cái thìa là chúng tôi gặp rất nhiều. Trước đây những cái trường hợp như thế là tổn thương nó ở trong vòm và ở niêm mạc bên trong má. Trẻ nhỏ rất hiếu động nên chỉ cần phụ huynh lơ là thì tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra. Các tai nạn thường gặp có thể là bỏng, đuối nước, điện giật, gãy tay chân, khiến trẻ phải nhập viện điều trị. Đáng nói khi xảy ra tai nạn, nhiều phụ huynh hoang mang nên sơ cứu sai cách, khiến tình trạng của trẻ nặng hơn. Một số cái bậc phụ huynh khi mà có những cái tai nạn thương tích cho các em nhỏ xảy ra thì hay sử dụng những cái bài thuốc mà mọi người truyền tay nhau. Ví dụ như là để cầm máu thì các bậc phụ huynh hay dùng thuốc lào hay là thuốc lá xé ra và ấn vào cái vùng mà chảy máu. Thế thì những cái hành động như thế nó dễ gây nên những cái ngay lập tức ấy, là những cái nhiễm trùng nó rộng hơn và nặng hơn nữa, có thể gây nên những cái nhiễm trùng máu. Và hai nữa là gây nên rất khó để chúng tôi, khi chúng tôi làm phẫu thuật chúng tôi phải làm sạch hết toàn bộ những cái đấy, gây nên khó khăn cho việc xử trí. Theo thống kê, mỗi năm Hà Nội có khoảng 90.000 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó có gần 700 ca tử vong với những nguyên nhân khác nhau. Tai nạn thương tích ở trẻ hoàn toàn có thể phòng tránh. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần thường xuyên để ý, tránh để trẻ tiếp xúc với các vật dụng sắc nhọn, đồ điện, lửa. Khi trẻ không may gặp tai nạn, tuyệt đối không tự ý sơ cứu theo bài thuốc dân gian. Việc cần thiết là đưa trẻ tới bệnh viện thăm khám kịp thời. Thưa quý vị, tai nạn thương tích có thể xảy ra với bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi nào. Riêng với trẻ nhỏ thì tai nạn thường xảy ra một cách bất ngờ hơn, khó lường trước được và có thể gây ra những cái tổn thương rất là nghiêm trọng đến những bộ phận cơ quan của bé. Sở dĩ có điều này là bởi trẻ nhỏ thường rất là hiếu động và chúng cũng chưa ý thức được những cái hành động của mình có thể gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng nào đối với cơ thể. Trẻ sẽ thường nghịch ngợm và chưa có kiến thức cũng như là những cái kỹ năng để bảo vệ bản thân khi thực sự cần thiết.
Dạ vâng thưa quý vị, và ở trẻ nhỏ thì độ tuổi từ khoảng 1 cho đến 15 tuổi thì trẻ thường gặp những tai nạn liên quan đến bỏng do lửa hoặc là điện, nước sôi, hoặc là có thể bị đuối nước, hóc dị vật, ngã cầu thang. Và trong khoảng độ tuổi lớn hơn là từ 6 cho đến 10 tuổi thì trẻ lại thường bị tai nạn do tiếp xúc với môi trường bên ngoài như là bị gãy tay, chân do leo trèo, tai nạn giao thông. Đặc biệt là khi ở khoảng lứa tuổi dậy thì là khoảng 14 cho đến 15 tuổi thì trẻ thường gặp các tai nạn về giao thông với những chấn thương rất là nặng ở vùng sọ não, ngực, bụng và có thể dẫn đến gãy tay chân. Thưa quý vị và các bạn, trong những tai nạn thương tích của trẻ thì năm nào cũng vậy, cứ vào mùa hè thì lại liên tiếp xảy ra những cái vụ đuối nước. Dù tình trạng này đã liên tục được cảnh báo trong một thời gian rất là dài, nhưng cho đến nay thì các địa phương vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm những giải pháp để phòng chống một cách triệt để. Ngày 23 tháng 5, hai anh em ruột tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tử vong trong khi tắm ao. Chỉ một ngày sau, sự việc tương tự xảy ra tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cùng ngày, hai học sinh trường Trung học Phổ thông Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cũng gặp nạn tại đập nước. Những vụ việc thương tâm để lại nỗi đau mất mát quá lớn cho các gia đình. Nhưng mà mình mong muốn con cháu mình là phải cẩn thận thôi, nhưng mà dường là sự việc sẽ con của mình xảy ra rồi thì nói, mình có nói lắm rồi thì như là muốn là sau này thế này con cháu của mình là đừng đi ra tắm bơi lội. Không khó để thấy những tấm biển như thế này tại các con sông, hồ đập. Thế nhưng bất chấp nguy hiểm được cảnh báo, rất nhiều trẻ nhỏ vẫn bơi lội mà không có áo phao hay người lớn trông coi. Học sinh thanh niên như thì mình nhắc lưỡi cho tôi cùng nữa được, cũng ngăn cấm được hẳn, như nói đi tắm nhưng mà hẳn nói đi cái khác. Đấy, thứ hai nữa là như yêu cầu nhà tôi là chỉ có là nhắc nhở trên tư thanh là một, và tất cả là các chi về là cấm các biển áo hô đập nước là phải nghiêm cấm lại. Nhằm hạn chế tình trạng đuối nước xảy ra, những năm qua công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, việc đào tạo kỹ năng bơi lội cho trẻ còn ít và còn nặng lý thuyết, thiếu thực hành. Thậm chí học sinh ở nhiều trường học chỉ được học bơi trên cạn. Riêng tại Hà Tĩnh, năm nay chưa có một lớp tập huấn nào được mở. Là cái số lượng cán bộ về bảo vệ chăm sóc trẻ em tại sở cũng rất ít, chỉ có một đồng chí phụ trách thôi. Đấy, rồi ở các xã phường và thị trấn thì hiện nay thực tế nó cũng có một đồng chí ở một huyện ấy, thì có một đồng chí và một đồng chí phụ trách về mảng về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đấy. Nên là chính những cái gọi là thiếu mỏng về đội ngũ cán bộ, nên cái việc tổ chức triển khai các hoạt động tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho người lớn và trang bị kỹ năng cho trẻ em thì vẫn còn hạn chế là do những cái nguyên nhân như vậy. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2020, riêng 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có 40 trường hợp tử vong vì đuối nước. Nếu không có những giải pháp triệt để, con số này sẽ chưa dừng lại khi mùa nắng nóng mới chỉ bắt đầu và kỳ nghỉ hè vẫn còn trước mắt. Thưa quý vị, và chúng ta có thể thấy được là tai nạn thương tích ở trẻ không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể của trẻ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Mà từ những cái việc làm rất là sơ sẩy của bậc phụ huynh thôi mà đã dẫn đến những tai nạn khôn lường như vậy. Ví dụ như Phương Anh nói rằng là việc mà chúng ta để các ổ điện ở trong nhà mà chúng ta không che chắn lại thì đối với các trẻ nhỏ rất là dễ dẫn đến sự tò mò. Hoặc là khi mà chúng ta sử dụng đến những cái loại nước sôi này, những cái bình áp phích này, mà khi mà chúng ta đun nước chẳng hạn mà để quên ở trên bàn, chỉ nghĩ rằng là thôi để đó mấy giây thôi, nhưng mà cái mấy giây đó vẫn có thể dẫn đến những cái tai nạn đối với trẻ nhỏ khi mà chúng đùa nghịch cũng như là hiếu động. Dạ, và không chỉ là rất là nhiều những cái tai nạn nó xảy ra lặt vặt ở trong cái đời sống xung quanh cái khu vực sống sinh sống của gia đình và của trẻ nhỏ đâu, mà cái việc mà chúng ta nói trong mỗi cái mùa hè như thế này đó chính là những cái tình trạng đuối nước. Thì rõ ràng rằng tất cả những câu chuyện đó đều bắt nguồn từ sự bất cẩn của phụ huynh trong việc trông nom trẻ. Và tất nhiên rằng chúng ta đều phải hiểu rằng là trẻ em rất là hiếu động trong cái độ tuổi như chúng ta đã chia sẻ với quý vị khán giả. Nhưng câu chuyện rằng nếu như chúng ta đã biết rằng trẻ hiếu động thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để phòng ngừa cái việc là trẻ hiếu động mà đi quá giới hạn để gây nên những cái thương tích cho bản thân mình, đúng không ạ? Và cái việc rằng là những trẻ em lớn hơn thì phải cần được
sự hướng dẫn của người lớn về việc rằng là chúng ta không được chơi hay là chúng ta không được tắm tại những cái nơi mà được cấm bơi nè, rồi những nơi có những cái biển cảnh báo nguy hiểm, và khi mà trẻ bơi thì phải có người lớn đi kèm. Bên cạnh đó thì trẻ cần được tập luyện những cái kỹ năng bơi lội hay là trang bị những kiến thức cơ bản về việc sơ cứu đuối nước khi gặp phải nạn nhân bị đuối nước, phải biết cách sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. Và các gia đình của chúng ta thì nên che đậy kín những cái dụng cụ chứa nước khi không sử dụng, lắp hàng rào chắn ở xung quanh khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước. Và câu chuyện rằng là nhà trường cũng như chính quyền địa phương thì cần phải thường xuyên tổ chức hướng dẫn cũng như các hoạt động vui chơi bổ ích, tạo nên một cái môi trường vui chơi an toàn cho trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ đuối nước, đặc biệt là trong mùa hè như thế này. Để nhằm hạn chế tình trạng hốc, sặc dị vật, các bác sĩ cũng khuyến cáo người lớn chúng ta không nên để trẻ em cầm nắm những loại đồ vật nhỏ khiến trẻ dễ bỏ vào miệng. Ngoài ra cũng gỡ bỏ các hạt, mảnh xương trong thức ăn trước khi cho trẻ em ăn. Thêm vào đó thì người thân trong gia đình cũng không nên để trẻ thường xuyên chơi một mình. Dạ vâng, đúng như vậy, và Phương Anh hoàn toàn với ý kiến của chị Khánh Phương. Bởi vì ngày trước khi mà em nhớ là em học trong khoảng mẫu giáo á, và ở nhà thì cũng có rất là nhiều người thân làm thầy cô giáo ở mẫu giáo, và thấy được cái tình trạng là khi mà cho trẻ đeo các vòng tay mà có những cái hạt nhỏ thì khi mà trong lúc mà chơi đùa hiếu động thì trẻ rất là dễ bị đứt những cái vòng tay này ra, và khi mà trẻ đang tò mò thì trẻ sẽ có thể dùng những cái hạt đó có thể đưa vào mũi này, đưa vào miệng này, và dẫn đến việc là chúng ta sẽ bị tắc đường thở ngay lúc đó và rất là khó để có thể chữa trị cũng như là cấp cứu kịp thời. Có thể nói rằng là nhìn đâu cũng thấy rủi ro và nguy cơ đối với trẻ em cả, và đặc biệt là trong cái lứa tuổi mầm non, khi mà cái nhận thức của trẻ về môi trường xung quanh vẫn còn rất là non yếu và cần phải học hỏi rất là nhiều. Mà đôi khi cái sự học hỏi của trẻ nó xuất phát từ cái việc rằng là từ những cái xúc giác của trẻ, rằng là trẻ phải cầm, phải nắm, phải sờ và phải đưa vào mồm để thử, cái gì cũng cho vào mồm để cắn hết. Và đôi khi có rất là nhiều các bậc phụ huynh nói tại sao cái gì con cũng cho vào mồm, cái gì nó ở dưới đất cũng cho vào mồm, rồi đôi khi những cái đồ vật xung quanh nhà cũng vậy. Nhưng đó là một cái sự phát triển rất là chung của trẻ. Là nằm ở cái lứa tuổi như vậy, cho nên là tâm sinh lý của trẻ ở lứa tuổi như vậy, đứa nào nó cũng như nhau cả mà thôi. Đặc biệt là em thấy những cái bé mà càng nhỏ thì bé sẽ càng tìm tòi khám phá, và nhiều khi là nó nhặt những cái mà cọng lông, sợi tóc, những cái vật mà mắt thường mình không bao giờ nhìn thấy được. Như con ở nhà của Khánh Phương thì với cả hai bé luôn, nhiều khi thỉnh thoảng chạy đưa mẹ chơi trong những cái kẹt, những cái hốc tủ, xong rồi thỉnh thoảng lại đưa mẹ một cái vật gì đó mà nó nhỏ xíu li ti luôn. Thật sự nếu như không phải là mình là người lớn, mình không thể để ý được. Chỉ có những bé nhỏ như vậy, có thể là do bé nhỏ cho nên bé thích tìm tòi quan sát nhiều hơn đến thế giới xung quanh của mình. Vì vậy mà trong những cái bé mà trong cái độ tuổi mà từ 1 cho đến 5 tuổi bao giờ cũng vậy, em nghĩ là sẽ cực hơn là những bé lớn. Dạ vâng. Và trong trường hợp là nếu như mà các trẻ ở nhà của chúng ta mà không may bị hốc dị vật thì theo bác sĩ Phạm Ngọc Toàn, khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương lưu ý, các bậc phụ huynh nên khuyến khích trẻ ho rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý. Trong trường hợp là trẻ không ho được và ho không hiệu quả thì hoặc là không tỉnh thì cần mở thông được khu vực đường thở, nghe xem là trẻ còn thở hay không. Nếu như mà tim ngừng đập thì cần ép tim ngoài lồng ngực. Nếu trẻ tỉnh nhưng mà ho không hiệu quả thì cần vỗ lưng cũng như là ấn vào ngực. Còn đối với trường hợp mà trẻ bị vật nuôi cắn thì như thế nào? Theo bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa là khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Sanpon đã khuyên rằng những người mà chứng kiến với những cái em bé mà bị vật nuôi cắn thì chúng ta hãy làm sạch vết thương cho trẻ dưới vòi nước chảy để loại bỏ tất cả mầm bệnh, dùng thuốc sát trùng để làm sạch vết thương, sau đó hãy băng bó vết thương và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Trong mỗi gia đình thì các bậc cha mẹ không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho con, bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành, mà mọi sinh hoạt trong đời thường của trẻ cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời thì chúng ta phải nên sắp xếp đồ đạc trong nhà cho trẻ thật là một cách khoa học, hợp lý để tránh là trẻ phải bị phỏng điện, giật hoặc là bỏng ngã, vật nhọn phải đâm vào trẻ. Nên gửi và cho con học thêm các chương trình ngoại khóa ở những điểm vui chơi lành mạnh, có sự kiểm soát của người lớn, như là ở những cung văn hóa, những nhà thiếu nhi. Đối với trẻ còn quá nhỏ thì chắc chắn rồi, luôn luôn phải cần có người lớn bên cạnh để giám sát và kịp thời hỗ trợ trẻ khi trẻ cần thiết.
Vâng ạ, và bên cạnh đó thì không phải lúc nào người lớn cũng ở bên cạnh để giám sát được. Chúng ta phải nói rằng trên thực tế là như vậy. Chính vì vậy mà việc chúng ta vừa giám sát vừa phải trang bị cho trẻ những cái kỹ năng cần thiết, những kỹ năng cơ bản nhất để có thể tự bảo vệ được mình trước những nguy cơ tiềm ẩn. Và khi không may xảy ra tai nạn, dù chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, nhưng chúng ta cũng cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời những cái loại vết thương, loại trừ những cái yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của trẻ.